khăn, có một mái ấm để ngày 10 tháng 12 năm 2020, Ủy ban Nhân dân phường 6 tổ chức lễ trao nhà tình thương cho hộ ông Trịnh Văn Quằng, 61 tuổi, tạm trú tại 287D, khu phố Bình Lợi, phường 6, thành phố Bến Tre. Đến dự có đại diện Cục Thống kê thành phố Hồ Chí Minh, Phòng Lao động Thương binh và Xã hội thành phố Bến Tre, Hội Nữ Doanh nhân tỉnh Bến Tre, đại diện lãnh đạo chính quyền phường 6 và xã Nhân Thạnh cùng một số nhà hảo tâm khác. Theo Ủy ban Nhân dân phường 6, ông Trịnh Văn Quằng thuộc diện hộ có hoàn cảnh khó khăn của phường, sống đơn chiếc. Sau tai nạn giao thông, sức khỏe ông Quằng suy giảm nhưng vẫn cố gắng đi làm thuê để kiếm sống. Trước hoàn cảnh khó khăn của ông Quằng, công ty trách nhiệm hạn một thành viên Minh Tâm Coconut Việt Nam, Thạch Dừa Minh Tâm đã hỗ trợ 45 triệu đồng xây dựng căn nhà tình thương. Căn nhà có diện tích 43,2 m2, tọa lạc tại khu nhà tình nghĩa nhà tình thương xã Nhân Thạnh. Nhà có kết cấu bê tông cốt thép, mái lợp tôn, vách tường, nền lót xi măng. Tại lễ trao nhà tình thương cho ông Trịnh Văn Quằng, một số nhà hảo tâm đã tặng nhiều phần quà là các tiện nghi trong gia đình giúp ông ổn định cuộc sống tuổi xế chiều. Tính đến nay, Ủy ban Nhân dân phường 6 đã vận động 84 căn nhà cho các hộ nghèo, hộ cận nghèo và hộ khó khăn trên địa bàn phường. Cùng ngày, Hội Nữ Doanh nhân tỉnh Bến Tre đã trao tặng một căn nhà máy ấm tình thương cho chị Dương Thị Hồng Qua, ấp Quà Nghĩa, xã Quà Lộc, huyện Mỏ Cày Bắc. Được biết, hộ chị Qua thuộc diện hộ cận nghèo, căn nhà có trị giá hơn 80 triệu đồng, trong đó Hội Nữ Doanh nhân tỉnh Bến Tre hỗ trợ 50 triệu đồng.